Trời ơi, mấy ngày hôm nay thay đổi thời tiết đột ngột. Nay thì sức yếu bệnh tật trong người, nên mấy ngày hôm nay thấy các con cũng cơm mà đau sốt nghẹn ngào các con. Biết giờ này đấy, các con đang ở nơi đâu để cha ngóng trông chờ các con. Chiều con mau về con cha đâu rồi cha ơi, cha về với chúng con đi. Ôi những ta đêm, những đêm mà riêng riêng lạnh ngàn con ơi, cha đừng đi cha ơi. Thương con bao ngày sớm mà ngày nuôi cha bao tháng năm dài, nuôi con rồi có quan nắng ai nắng mưa. Giờ cha đây mong đợi thì có đây, con đi về đi cha đi con. Cha đơn ly cha về với chúng con đi cha ơi. Con ơi, mấy ngày hôm nay cha ốm, cha mệt mỏi trong người. Con ơi, Xuân Sinh ơi, con ở nơi đâu, con về với cha mấy ngày hôm nay cha ông ngóng chờ. Cha giờ đây cha ở đâu, cha về với chúng con đi. Cha đang ở ngoài này đợi con đây con ơi. Các cụ ơi, có thấy con em đâu không ạ? Các cụ ơi, con nhớ giọt nước sinh ra đầu con, con đi tìm cha, con đi tìm cha. Cha ở đây con ơi. Con biết ta về đâu, cha biết.
con đây. Đây đứa nào hoáy gì con ạ? Con đông cháu đàn mà chẳng thấy ai hoáy gì cha con. Lên cha tuổi thân quá xuân sinh. Các con các cháu của cha thì rất đông. Đúng rồi con. Thế mà cha ra đây cha cứ để ngồi không, chả ai hoáy han gì. Cha thấy toàn cũng ngồi rung đùi thôi, chả báo hoáy gì là mấy ngày nay cha có ăn gì không? Giết quá cha. Thế à, đây này cha còn lạnh hơn đây này. Con ạ, cha để ốm đau hoa. Thế mà các con đây này, ngồi đầy đây có bảo gì cha đâu con. Cha ơi, công cha như núi thái sơn. Các con biết mình là gì? Cha ơi, đò đầy mát quá cha ơi.
con tìm thấy cha rồi. Cha ơi, để đi chúng con được cho cha chút tấm lanh đồng quà, rồi chúng con chuẩn bị tiền nọ để xin cha đi. Con ơi, trước khi mà cha con mình đi, thế để cha gặp con nội cái cha có được không hả con? Đúng rồi, cha đi ra tận nơi, các con các cháu vào. Đầu quần dắt xem là để ngồi ở đâu, con đỡ cha không? Thì cha đi bên trái hay bên phải trước hả? Con ơi, lạy mô Phật, mô Phật, mô Phật, xuân sinh có hiếu có chung, A Di Đà Phật, ở trên trần thế chẳng ai sánh bằng, A Di Đà Phật. Giờ tiếp tục hành trình, mô Phật, ra đi tìm bố một mình, ra đi mô Phật, bao giờ tìm được bố về, A Di Đà Phật, đưa bố về châu Phật Tây Thiên, mô Phật, A Di Đà Phật. Đây là giải mọi của con em trong họ hàng, thường cho xuân sinh, A Di Đà Phật. Mô Phật. Quần đây giải của cha nghe như là của anh em con cháu bên nội sao? Đây là tiền của các anh em trong họ. À, trong họ à? Nhìn thấy cha ra đây vui quá, mừng quá. À thế à? Thế là mỗi người một ly một nay. Thế à? Cho cha tiền gạo để chuẩn bị hành lý cho lên đường đây. Thế à? Thế tiền của bà Lan đã cho cha chưa? Dạ. Hỏi chị Lan cho cha chưa? Như ai có giải tiền này, các bác đứng dậy cho em xem nào. Ô thế à? Thế hỏi. Thì hả? Cha nhận lấy cho ăn quà, nếu mà không hết thì bảo con trai mang ngân hàng gửi đây nãy mà ăn dần nhá. Quân ơi, thế thằng con trai lội của cha đã cho chưa hả con? Thế chừng nãy giờ cha thấy gì chưa? Chưa thấy gì. Thế thằng bố thiết nó đâu mà chẳng thấy gì cả con? Con trai nội cứ thập tha thập thòa đúng rồi, đêm nay con chó cần có cần nào con cho cần đấy. Thế hả? Cho rồi cho nữa thì có thừa đâu. Quân ơi, sao bảo dạo này phở ở đường tròn nát lắm. Không biết rằng là đổi từ bao giờ. Giờ cha yếu thế này, các con cho thế này thì cha tiêu làm sao được. Cha ơi. Gì con? Thế bây giờ cha quỳ đây, để con ra biết đò con quầy ông nái đò cho cha. Ừ, cha quầy ông nái đò để cha con mình. Cha con đưa cha xuống đò, kéo không trời lại. Đấy, để út đấy con ạ. Đúng là giàu con út, khó con út. Đấy, quý cha nhất đấy con ạ. Con là con chuẩn bị từ chiều hôm qua cơ. Đúng rồi. Con chuẩn bị từ chiều hôm qua để tối hôm nay con nhìn đi cha xa. Thế rẻ cá chưa báo gì à con? Đầu này nó con biếu cha để cha mua tấm áo cha mặc cho đỡ rét cha nha. Thế à, út lên rồi mà cả chả thấy đâu con. Cha ơi, đêm nay con rể út thành tâm con có gạo tiền. Cha ơi, để cha lên đò rồng cho bát mẹ tiêu du.
cha để cha mua đôi giày cho đi cho đỡ lạnh. Gãy rồi quân ơi. Con ơi, bây giờ là tới bên đò rồi. Con gọi con lái đò đi cho cha. Để cha xuống rồi nhá. Đúng rồi, không đêm khuya mất. Ôi tôi chết rồi. Cha này, cha này cứ tưởng là các con ra cho cha đôi dép mới. Thế là cha xóa lại nhầm ở chiếc trái, chiếc phải là có chết không con ơi? Tôi cứ lấy trái lai phải cha. Ừ, thế thì bảo. Để con xuống bên đò, con gọi con lái đò. Không thì các con bảo rằng nhìn thấy đò mới có tiền cơ. Thì con gọi ông lấy đò cho cha với con. Không kéo trời đêm khuya. Lấy thiền ơi, xin ta mời thank you.
đêm khuya khắt rồi. Thế ai gọi lão đấy hả? Có khách gọi đò ông nay ơi. Thế hả? Thế có tiền có gạo thì ông mới đánh chở đò, còn không tiền không gạo thì cứ ngồi ở đó mà đợi nhá. Trời ơi. Ông bảo sao hả? Xuân sinh con. Ông đây đò bảo rằng tiền có thọ thì đò mới chờ. Thế giờ thì phải làm sao hả con? Thế con bảo các anh, các chị, rồi các bà, hàng xóm, họ nội ngoại, rồi mỗi người một ít thì để chở, để ông lái đò, để chở cha sang đò con ơi. Cha ơi, tiền đây rồi. Đâu con? Đây rồi, các cụ chuẩn bị từ sáng ngày cơ. Đâu của cuộc nào đây? Cụ ơi, chuẩn bị từ bao giờ đây? Mô Phật, ông lái đò ơi. A Di Đà Phật, ông còn thức hay ngủ? Mô Phật, ông đi đâu mà để bên ni lạnh lùng? A Di Đà Phật, ông ra ông chờ đò đi. Mô Phật, phải chăng ông vong tôi đây thiếu gạo thiếu tệ? À Mô Phật, đúng rồi, bản tự con cháu chúng tôi có đủ khoan tệ. À Mô Phật, ông ra ông chờ đò đi. Mô Phật, ông chờ ông vong tôi đi thăm A Di Đà Phật. Mô Phật. A Di Đà Phật. Thế năm nay mấy mươi rồi mà giọng cứ như là thanh thanh hiền thế hả cụ ơi? 70 mà cứ tưởng như là 45 đấy. Đấy cụ 70 rồi mà cụ hát hơn cả bố con mình đấy. Đúng rồi. Con đây con cảm ơn các cụ cho cha mấy con ơi. Các cụ ơi. Đó ông chỉ cho người ấm đi. Con là người chật lòng sao qua đò cùng cha con được. Giờ này các cụ cùng anh em con cháu lại có tiền đò để trả tiền đò cha con về đến kia bồng nai tiếng nghe cành. Nay con xin cảm ơn các vài nay các ơi con ơi, giờ thì đã có gạo tiền, cha nhanh chân nhẹ bót xuống thuyền về tây. Cha ơi, bên đò này chẳng có đông xa, nhanh chân bước xuống, cha về với tổ với tiên. Con ơi, thế là cha con mình sắp phải xa nhau. Trước khi cha xuống đò thì ra cha ra chào con, chào cháu, chào các cụ, bà con hàng xóm một câu đi cho nó mát mẻ. Thì các con, các cháu có bảo gì cha nữa không? Không là cha là phải về với quay âm rồi các con ơi. Nào con gái út có hỏi gì không? Im lắm, im lắm à.
Thế các ba ở ngoài cô hỏi gì em không? Không là để em đi đấy. Thế à, thế các cụ không muốn em nữa à? Thế em đi nhá. Quân ơi, thế thì cha phải về Tây Trúc thôi con. Tình cha con nay như cũng đàn đã được xây tờ. Tình cha con như cũng đàn đã được xây tờ. Tình nhà cha nghĩa mẹ nay biết phải làm mặt sao. Nay tình cha trèo chờ chuyến đò của nhà Phật để đưa cụ để về Tây Trúc.